cân bậc chư tôn thường đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, hôm nay chúng ta tiếp tục mở trong cái phần phần chính của bài nhé, rồi lấy cái lời của ngài Diệu Đường dạy rất có nghĩa là Tam Đường văn chuẩn dạy chúng rất là nhiều, cho nên hôm nay tôi xin giới thiệu đến các vị đến với ngài văn chuẩn Tam Đường. Ngài là họ Lương, quê ở Dương Cổ, phủ Hoàng Nguyên. Thời nhỏ còn nằm trong nôi, mỗi khi thấy tượng Phật thì ngài liền mỉm cười. Đến đồng tử thì sư chẳng ưa nghe rượu thịt, tức là lúc còn nhỏ nằm trong nôi thì nghe cái thế tượng Phật thì cười, mà khi biết đi là 5-7 tuổi gọi là đồng tử, hay là 9-10 tuổi thì là không có sức ăn thịt cá. Rồi Sa Môn Hư Phổ ở chùa Kim Sơn thấy khi đến nhà khất thực thì ngài ở trước cửa ứng đối như người lớn. Rồi lúc bây giờ mới có 8 tuổi, rồi sư sinh cha mẹ theo ngài Hư Phổ về chùa. Tức là người là có cái phẩm chất siêu xuất ấy, thì thời nhỏ là tỏ ra những cái nét đặc biệt hơn những người hay là những đứa trẻ bình thường. Cho đến khi 8 tuổi thì ngài đã là sinh cha mẹ xuất gia với thiền sư Hư Phổ. Kinh Lược Thiểm Tây là phạm công đến chùa Hư Phổ. Phổ là tuổi già, ứng đối thì nó hơi chậm chạp, tức là người lớn tuổi mà nói không có bén nhạy và lanh lẹ như cái người thở trẻ, thì cơ địa lớn tuổi đương nhiên là bao giờ nó cũng phải chậm hơn cái tuổi trẻ rồi. Cho nên ngài ứng đối là không có được là nhanh nhẹn như là tuổi trẻ. Rồi lúc đó là ngài Văn Chuẩn đứng hầu bên cạnh thì giải thích rất là rõ ràng mà đúng với cái quy củ của thiền môn. Phạm Công muốn dẫn sư về ở Thiểm Tây thì ngài từ rằng, tức là từ chối, lên núi để cầu ngọc, vào biển để tìm châu. Mỗi người có chí của mình, người học đạo có bổn hạnh, việc đẹp ở đời ấy, thì không phải là chỗ tâm thích. Thì Phạm Công thầm khen cái lời này, liền cho xuất gia làm tăng. Sư đến nương thiền sư thừa ở Hương Sơn, thừa bảo rằng khu ô chưa thọ giới dám học Phật thừa, tức là khi đến tham học thì thiền sư đã trắc nghiệm khu ô, tức là túc kiểu chưa thọ giới, gọi là sa di đuổi quả đó, còn nhỏ mà tại sao lại dám học cái Phật thừa. Rồi với ngài mới vòng tay thưa đàn tràng là giới chăng, sa lê phạm hạnh ba phen ước na là giới chăng, làm cho thừa là kinh ngạc. Rồi sư thưa tuy nhiên là đâu dám trái văn lời dạy. Rồi sư đó là luật sư Trường An, họ giới phụ túc dạo khắp các nơi giảng dạy của thành đô. Pháp sư Đàm Diễn thích chỗ anh tài của sư nên bổ về là bảo ông là pháp quyền sau này, tức là đã khen ngợi lúc là còn nó nhỏ rồi.
phương Nam có các bậc khai sĩ chân như ở Đại Quy, chân Tịnh ở Cửu Phong, nên đến đó cầu đạo, sư lễ bái vân dạy, cùng đồng học đến với Đại Quy trụ tại đây khá lâu mà không khái ngộ. Sư đến Cửu Phong với kiến thiền sư chân Tịnh. Tịnh hỏi: ông ở đâu đến, tức là từ đâu đến? Sư thưa: ở Hưng Nguyên phủ đến. Chân Tịnh hỏi: vừa rồi chỗ nào? Sư thưa: Đại Quy. Chân Tịnh hỏi: à, ở đâu? Sư thưa: ở Quy Sơn. Chân Tịnh xòe tay nói: tay ta sao giống tay Phật? Sư mờ mịt không hiểu. Chân Tịnh quả: mới đến câu không thấy, tức là mới đến câu câu không sai lầm một mái tơ linh minh thiên chân, vừa đến tay Phật liền thành cách ngại. Bên tại chỗ nào? Rồi sư thưa rằng chẳng hiểu. Nhà chân Tịnh bảo: tất cả hiện thành, ai bảo ai hiểu. Sư ở đây hầu hạ hơn 10 năm. Một hôm sư cầm cây gậy vạch mặt hồ cho trống để giặt y. Nhân đây đại ngộ, chạy đến chân Tịnh thuật chỗ sợ ngộ của mình. Chân Tịnh vỡ: trong đây lại dám dùng gai vậy, tức là dám dùng gai sậy. Từ đây sư càng ẩn giấu mà danh càng lừng lẫy. Rồi tử tâm bảo: cho đến khi tiết chế cảnh lý cảnh trên là thú dự chương, minh đức của sư Tịnh khai đại pháp ở Vân Nham. Chưa bao lâu, Phạm Công mời sư đến phần đàm. Sư lời lẽ như tên bay nước lũ, cơ phong như điểm chót, thiền tăng sợ mà kính. Dưới sư thường hướng dẫn, sư có cả ngàn người, sư tự hiệu là Trạm Đường, tức là ở lâu năm hầu hạ ngài chân Tịnh mà không có ngộ. Tức là lập ngài chân Tịnh, ngài chân Tịnh xòe bàn tay ra hỏi: tay ta sẽ giống thầy Phật? Thì ngài lại không hiểu. Rồi chân Tịnh mới quá: mới đến câu câu xong sai lầm, một mãi tơ linh minh thiên chân, vừa nói đến tay Phật liền thành cách ngại. Bọn tại chỗ nào? Tức là ngày càng thiên vi. Chân Tịnh bảo: tất cả hiện thành, lại bảo ai hiểu. Rồi ngài ở đây hầu hạ ngài chân Tịnh 10 năm. Một hôm cầm cái gậy ra hồ, mở hồ thì nó có cái lục bình đó, rất là nhiều, cho nên là cầm cái gậy vẹt cái lục bình ra. Thì lục bình nó giang trống ra thì ngài liền tỏ ngộ. Giờ đến là trình thì giờ ngài chân Tịnh vỡ: ở trong đây là dám dùng gai sợi ư, tức là cái câu đã chấp nhận và đã ứng chứng, nói một cái lời nó không có dính dáng chỗ nào, nhưng mà thật sự cái chỗ đó là cái chỗ ứng chứng của tổ sư. Mà mình có giải thích thì những cái câu nói của tổ sư thì lại càng sai ý tổ. Cho nên chúng ta hiểu sơ lược về ngài Trạm Đường thì ngài đã còn nhỏ mà có cái biện tài ứng cơ rất là bén nhạy, và nó phù hợp với tông chỉ. Mặc dù nó phù hợp với tông chỉ nhưng mà cũng chưa có kiên tâm. Rồi thì các cái vị cổ đức đó là hướng dẫn đi tham vấn các nơi, và đi tham vấn những cái nơi đã đi qua đó thì ngài cũng chưa kiên tánh.
rồi cuối cùng đến ở nương với ngài Trung Tịnh, và trải hơn 10 năm mới được minh tâm kiến tánh. Chính vì thế mà chúng ta thấy ngài trong đường dạy, tức là đạo tràng của ngài nó có cả ngàn người để tham học. Thì ngài nói về đại chúng rằng người có đạo đức thì vui với chúng, tức là bổn phận của trụ trì hay là cái tăng chúng mà nương tựa với nhau đó. Thì cái người có đạo đức lấy cái niềm vui của mình và chung cái niềm vui của người, lấy niềm vui của người chính là niềm vui của mình, đó là hạnh của Bồ Tát. Còn người không có đạo đức á thì chỉ vui với chính mình thôi, cái vui cùng với chúng rồi được lâu dài, mà cái vui ở riêng mình thì dễ mất. Tức là lấy cái niềm vui của người làm nuôi niềm vui của mình mà, thì rất là phải hướng dẫn là tu tu hành được đâu, cái hạnh của Bồ Tát. Còn Bồ Tát là lấy cái lợi sanh cho mọi người làm cái bổn hoài của mình. Tức là bổn sát vì lợi sanh đi bổn hoài, Bồ Tát vì lợi ích cho chúng sanh. Cho nên lấy cái vui của chúng sanh làm cái vui của mình. Mà chính như thế ngài mới hướng dẫn người ta tu hành được. Ngày nay người xưng là trụ trì phần nhiều lấy sự ưa ghét để xét chúng, tức là cái việc trụ trì đó thì không có theo cái phiến diện mà xem xét một người nào đó qua loa rồi mình đã kết kết luận vật giá. Nghe nói qua cái người đó thì mình lại thích, mà nghe nói qua cái người đó thì mình lại không ưa. Cái là ưa ghét này là nó thổi bay mình rồi, nó nằm trong cái bát phong, tức là tám ngọn gió: khen, chê, ưa, ghét, ca ngợi, quỷ nhục. Những cái ngọn gió này nó làm sao động cái bổn phận của vị trụ trì. Cho nên ngài nói ngày nay cái người xưng là trụ trì phần nhiều lấy sự ưa ghét để xét chúng, nên chúng nhân là điều bất đắc, tức là lấy cái cảm tính của mình thương và ghét mà để xét chúng đó, thì làm cho chúng không có phục. Tìm cái ưa đó để biết chỗ ghét, và tìm cái ghét đó để biết cái chỗ ưa thì ít vậy. Cho nên nói cùng chúng cùng giữ phần lo hay vui, cùng giữ phần ưa hay ghét là nghĩa này vậy. Đã có nghĩa thời thiên hạ ai mà chẳng phục. Tức là người mà có đạo đức á thì nó không bao giờ mà nghĩ trái và làm trái. Mà bây giờ mình á thì chỉ cần đề khỏi câu khỏi đầu thì cái sự ưa và ghét này nó giảm bớt. Mà nó giảm bớt rồi thì mình phán xét công việc bên ngoài nó tương đối nó chuẩn hơn, không có công phu. Thì từ cái tầng lao phiền não nó giảm lần do có cái nghi tình. Mà cái nghi tình nó công năng, nó quét sạch tất cả những cái trần lao phiền não bụi bẩm của thế gian, mà chính nơi tự thân của mình nó quan trọng hơn ở ngoài cuộc đời. Nếu mình có được nghi tình thì cái sự ưa ghét này nó không có nhiễu loạn đến chính mình. Chính vì thế mà ngài trong đường cũng giải thích tiếp, tức là dạy chúng tiếp: đạo là chính, và quyền của xưa và nay đạo là chính và quyền của xưa và nay. Người khéo hoằng đạo
cần ở chỗ biến không, người chẳng biết biến không, cứ câu nào câu nệ vào văn chấp vào giáo, tức là chấp văn hại nghĩa, chấp ngôn cũng hại nghĩa. Chấp vào cái lời nói đó, thì mình không có hiểu được cái ẩn ý đích thực của Phật, của Tổ dạy, mà chỉ qua lời kinh, qua cái lời của Tổ mà mình chấp chặt thì không có công lý. Cho nên Tổ sư nói y văn giải nghĩa tam thế Phật quang, ly văn nhất tự hay là ly kinh nhất tự, tức đồng ma thuyết. Mình làm sao nó phải? Tại vì mình chấp, cho nên là ý cứ vào cái đó mà mình giải thích không hiểu được cái ý sâu xa của Phật, của Tổ. Cho nên là y kinh giải nghĩa là làm quan cho chư Phật ba đời, mà lìa kinh của Phật một chữ mà tức đồng như ma nói, tức là mình không có câu nệ chấp vào ngôn ngữ, mà ở nơi cái chỗ ngôn ngữ mình tự thấu suốt lại chính mình thì mới không cô phụ được cái người xưa. Cho nên tổ sư nói là cứ câu nệ vào tâm, chấp vào giáo, để ở tướng, vốn ở tình, thì đó đều là người không đạt được quyền biến. Ngài đã dẫn chứng cái người xưa nói rằng vị tăng hỏi Ngài Triệu Châu, vạn pháp tức là muôn pháp về một, một về chỗ nào? Tức là có vị tăng hỏi Ngài Triệu Châu, đó là cái câu hỏi nào? Muôn pháp về một, một về chỗ nào? Thì Ngài Triệu Châu nói: ta ở Sanh Châu có làm một chiếc áo lót bằng vải nặng 7 cân. Có sách nói rằng là ta ở Sanh Châu mua được cái chiếc áo vải nặng 7 cân. Thì ở đây thì nói rằng ta ở Sanh Châu có làm một cái áo vải, tức là cái áo đi lót bằng vải nó nặng tới 7 cân. Nghĩa là cổ nhân nếu chẳng đạt được quyền biến thì sao hay thù đáp được như thế? Tức là tổ sư các ngài đã minh tâm kiến tánh triệt để rồi. Cho nên cái vị tăng này hỏi thì ngài đã nói như thế. Mà chư tăng một là ngay lời nói của ngài Chủ Châu liền có ngộ, không ngộ là nghi. Rồi là ngài Trạm Đường nói tiếp nào: thánh nhân nói hàng hang sâu, tức là hang sâu thẳm thì vô tư nên phát được âm hưởng ấy. Chuông lớn vì chưa chịu sờ ngang, tức là cái chuông lớn và sờ ngang nó phải lớn, thì giống như cái đại hình chung đó, chuông lớn tức là đại hình chung đó, mà cái treo nó lên thì cái sờ ngang nó phải lớn. Ta nói ra ngoài văn chương một chút thì các vị dễ hiểu. Đây đây văn chương nè: chuông lớn vì chịu được sờ ngang nên khi đánh mới ấn được âm thanh ấy. Thế nên biết Phật thượng sĩ khắp nơi dùng chỗ té lẽ thường mà vẫn hợp với đạo, chẳng giữ một chiều mà không ứng biến vậy. Tức là cái lời nói của sư tổ nghe nó nghịch lỗ tai, không có thời giải thích cho cái người học đạo, mà đó là phù hợp với đạo, tức là cái lòng từ bi của các ngài. Đây là cái dụng của tổ sư, tùy theo dân cơ họ mà đó.
Thì con có bị tăng hỏi là thế nào để tổ sư từ Ấn Độ sang? Thì ngài đáp là cái bắp rất xanh. Vị tăng không chịu, nói rằng con không hỏi cảnh. Thì ngài trả lời rằng ta không bắt cảnh. Vị tăng hỏi trở lại, thế nào để tổ sư từ Ấn Độ sang? Ngài đáp, cái bắp rất xanh, vị tăng liền triệt ngộ. Thì ở đây có vị tăng hỏi muôn pháp về một, một về chỗ nào? Thì ngài nói rằng ta ở Thanh Châu có mai cái áo lót bằng vải nặng 7 cân. Thì cái lời chú thích của tổ sư nghĩa là cổ nhân nếu chẳng được cái chỗ quyền biết thì hai sù hai, tức là cái lưỡi nó không sao kịp cái ý muốn nói, tức là cái cơ địa nó sao không kịp cái ý muốn nói, cho nên tôi đọc lại cho các vị. Cổ nhân nếu chẳng đạt được cái chỗ quyền biến thì sao hai thù đáp được như thế đó? Thánh nhân nói, hang sâu thẳm thì vô tư nên phát được âm hưởng ấy. Chuông lớn vì chịu được xà ngang nên khi đánh mới ứng được âm thanh ấy. Thế nên biết bậc thượng sĩ khắp nơi dùng chỗ trái lẽ mà vẫn hợp với đạo, chẳng giữ một chiều mà không ứng biến vậy. Đó là cái lời giải thích của tổ sư, mặc dù là các tổ đó ứng dụng đều là phù hợp với đạo, tức là qua các dụ dụng cho của chư tổ làm cho đường đương cơ nghi mà không biết mình nghi không biết mình nghi, tức là chân nghi, và chân nghi tức chân ngộ. Ngày nay mình học theo đạo thánh hiền, tức là tam tổ sư thiền, thì mình cũng phải cần đề khởi câu thoại đồ có như tình. Không phải một số một chiều mà chúng ta nó quân tập hàng ngày, hàng giờ, hàng năm, hàng tháng nó mới thành tựu được, chứ không phải là một số một chiều mà thành tựu đâu. Tổ sư các ngài cũng như thế. Nhưng hồi nãy các vị biết ngài ta cảm đường đó, mới 8 tuổi đã xuất gia rồi, gọi là chưa thọ giới. Thì ngài đã đến tham vấn thì được các ngài bỏ là sa di, chưa thọ lại giới sao mà dám học Phật thừa, bởi vì theo luật của Phật là sa di là phải theo thầy học đạo mấy năm, rồi sau khi mà họ giới tùy theo đó là phải 10 năm mới lìa được thầy, lúc đó mới là tham thiền. Chứ còn là còn ở với thầy trong vòng 10 năm đó thì chỉ học kinh luận và luật, quân tập hàng ngày. Nhưng mà đối với cửa thiền á thì nó siêu việt hơn. Thì ở đây á, ngài đã dạy chúng ta nó như thế. Rồi cái tiếp đó, ngài cũng chỉ dạy cho chúng ta rằng người học thì tìm bạn phải nên tìm người đáng là bậc thầy, tức là cái người đó phải hơn mình. Dù là bạn bè với nhau nhưng mà mình muốn được cái lợi ích lớn nương tựa với bậc thiện tri thức thì người đó phải hơn mình. Chính vì thế mà ở thế gian á thì các cụ chúng ta nó nói rằng ba người đồng hành trong đó ắt có một người là thầy của ta. Đó là ở thế gian cũng có cái đạo lý này, huống chi nơi của thiền. Cho nên tổ ra dạy là nếu mình là tiền bạn á thì cái người đó là phải hơn mình, xứng đáng làm cái bậc thiện tri thức cho mình.
thì luôn luôn mang lòng tôn kính, tức là các bạn phải trân trọng với nhau, chứ không phải mà lấy cái sự không chân thật để đối đãi, mà phải hết lòng cung kính. Thì chính như thế đó, thì mới được những cái lợi ích lớn là tổ giải tiếp này. Nếu làm việc gì cũng nên lấy đó mà bắt chước, bạn như thế mới mong có ích lớn. Hoặc giả ý thức của họ cách xa với ta, cũng có thể đi theo đó mà làm bạn, để cảnh sát chỗ của ta chưa theo kịp. Vạn nhất họ cùng với ta ngang nhau, thời chẳng bằng không có là hơn. Tức là cái người bạn của mình mà họ kém hơn mình đó, thôi thì cũng đừng có kết bạn. Đó, cho nên tổ sư chúng ta thấy các ngài gia tổ trước đó, luôn luôn các bạn đồng tu, ngài Văn Nhân đồng hạnh, rồi là rất nhiều, cũng như là cái ngày cái bổn nhiệm và ngàn, tức là phải ngang tầm, hoặc ngang tầm thì cũng không nên, nhưng mà thường thường tổ sư đó thì là các ngài đó là ngang tầm hoặc là hơn mình không thôi. Chính vì thế mà ở nơi Ngao Sơn đó, thì ngài Thích Phong Nghĩa Tồn á, nhờ ngài là bạn của mình mới thành tựu được đạo nghiệp. Tức là ngài Thích Phong Nghĩa Tồn một khi thi tâm vấn với ngài Đức Sơn Tuyên Giám, thì hỏi ngài Đức Sơn Tuyên Giám á, trong thừa từ trước con có phần chăng? Ngài Đức Sơn đọc cho một gậy, nói ông nói cái gì? Qua cái lời nói này thì ngài trình bày rằng như cái thùng lũng đá, tức là đã có một. Nhưng mà khi mà kết bạn đi thăm vấn đến Ngao Sơn rồi đó, thì gặp cái tờ trở tiếp, thì ngài cứ ngồi thiền. Còn người bạn của mình á, thì cứ nằm ngủ. Rồi cái người bạn của mình đó nằm ngủ mới thấy người ngồi mới quở. Ông người đến giờ này mà còn ngồi giống như thổ địa, anh ngủ đi. Thì ngài giờ Tiếp Phong Nghĩa Tồn mới trả lời rằng không có dấu gì sư huynh, và chịu đệ là còn có bị kẹt cho nên chẳng dám ngủ. Lúc đó thì cái người bạn của mình đó mới là ngồi dậy. Bây giờ chỗ nào á, ông hãy trình bày đi. Từ trước đến nay mỗi mỗi ta nghe, nếu phù hợp thì ta ứng chứng. Còn điều nào không phải á, thì ta giúp cho ông. Thì như là ngài mới trình bày cái duyên do, cái chỗ tọa ngộ của mình. Cho nên đến nay á, thì là không được ổn. Thì lúc đó người bạn của mình mới trả lời rằng ông không nghe cổ đức nói, đạo thì phải từ không mà lưu xuất. Cái qua lời nói này thì ngài Thích Phong Nghĩa Tồn mới triệt ngộ. Trước kia cũng đã tọa ngộ rồi, thì trình bày với ngài Đức Sơn ấy, thì ngài Đức Sơn cũng đã ấn chứng, nhưng mà ngài chưa thấu triệt. Mà đến chỗ Ngao Sơn đó, thì được người bạn của mình nhắc nhở cái chỗ đó, thì ngài mới thấu triệt và cảm ơn người bạn của mình. Chính vì thế mà cái người đời sau đó, tức là ngài Cẩm Đường sau, đời sau của ngài Tiếp Phong Nghĩa Tồn, cho nên dạy cái đại chúng, nếu kết bạn thì người đó là phải hơn mình mới có thể làm thầy mình, còn ngang bằng với mình á, à không kết bạn thì hơn. Chính vì thế ngài cũng đã dạy tiếp. Đương lúc tổ đình thu vãn, tức là ngài tham với đại chúng, cái tổ đình thu vãn tức là cuối thu. Cuối thu tức là Phật Pháp đó là nó không còn được thịnh hành. Mà nói không được thịnh hành, cái thời của các ngài đó
thì phòng lâm các nơi á, tổ sư kiến tánh cũng rất là nhiều, mà đạo tràng á thì tăng chúng cũng rất là đông. Nhưng mà các ngài tự than rằng á, đạo tràng tuy là đông nhưng mà cái người kiến tánh thì lại ít, người nói lý thì nhiều. Chính vì thế mà các ngài mới than vãn là nói rằng cái tổ đình ngày nay á là đang là túi thu, vãn thu tức là cuối mùa thu, vãn là đi qua nó cuối mùa thu. Trong chốn Tùng Lâm những người không làm chuyện buôn tẩu ồn ào, tức là cái người làm ồn ào trong cái chốn Tùng Lâm á, là cái người đó đó là ngài mới khen, tức là không gây ồn ào của chính trị phi của Tùng Lâm thì rất là ít có. Mà cái người gây ồn ào xáo trộn trong cửa thiền thì rất là nhiều. Cho nên ngày nay chúng ta cũng thấy đáng tiếc đó, cái ồn ào trên mạng cũng quá nhiều. Cái người xưa các ngài cũng đã than rồi, mà ngày nay ồn ào đâu ai dám than đâu, không ai dám than, cũng không ai dám nhìn. Cho nên tổ đức các ngài đã có cái nhiệt quyết, có lòng từ bi, mà thấy trong chốn Tùng Lâm, tức là trong mỗi ngôi chùa đó, Tùng Lâm tức là nơi mỗi ngôi chùa, mà tăng chúng vị nào không gây ồn ào, tức là thị phi, phân thua, đấu tranh, thì là đó là cái điều đáng mừng. Cho nên ngài đã dẫn chứng, xưa kia Chân Như trụ trì chùa Trí Hải, ngài thường nói rằng khi ta trụ trì ở chùa Đạo Ngô ở Tôn Tây, chúng tuy không nhiều nhưng cũng còn có vài bậc trưởng lão noi theo cái đạo lý ấy, tức là ngài ở dạy chúng không có đông nhưng mà cũng có nhiều vị tung túc đã được minh tâm kiến tánh. Thì cũng giống như cái ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, ngài cũng than khi ta mới ra hoằng pháp lợi sinh thì cái người đến nghe ta giảng dạy mà dắt dẫn là thì chỉ có 5-3 người, nhưng mà 5-3 người đó đều thành tựu. Rồi khi chúng ta đã giảng dạy kế tiếp đó, thì được vài 30 người. Vài 30 người thì chỉ được có 5-3 người thôi. Mà khi ta giảng dạy thêm 100 người đó, thì chỉ có 1-2 người. Mà lớn cả ngàn người thì không thấy người nào. Đó là lời than vãn của ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư. Thì ở đây là ngài Chân Như khi trụ trì ở Trí Hải á, thì ngài nói rằng là ngài ở chùa Đạo Ngô ở Tôn Tây á, chúng tuy không nhiều nhưng còn có vài bậc trưởng lão noi theo cái đạo ấy. Rồi từ khi á, ta ở chùa Đại Quy trở chùa Trí Hải thì tăng chúng là thường rất là đông đảo, không bao giờ dưới 900 người, nhưng không được lấy 5-7 người lãnh hội được chỗ đạo lý của ta, tức là ở gần cả ngàn người, tức gần cả ngàn người, nhưng mà tìm được 1-2 người mà thấu hiểu được đạo lý, tức là kiến thánh đó, thì tìm không có ra. Bởi thế ta biết chọn được người hiền không phải là cứ ở nơi trong chúng này, tức là cái dầu là ít nhưng mà cái người tài ẩn cư nơi đó,
có chỗ mà đông quá nó ồn ào náo nhiệt á thì chưa chắc nó được là nhiều người minh tâm kiến tánh. Cho nên cái ngài Tam Đường nhắc lại rồi câu chuyện của ngài Chân Như, trong lúc chúng thì ít nhưng mà được 5-7 người, từ khi mà chúng lên tới cả hơn 900 người thì tìm được 5-7 người lãnh hội thì cũng rất là hiếm, tức là minh tâm kiến tánh đó. Rồi là ngài là cũng đã giải thích chúng ta rằng ngài Tam Đường nói duy chỗ lý lịch và hành vi của con người, ta không thể đem một vài lời thật vấn hay một câu trả lời hay biết hết được, tức là khi mà trắc nghiệm một vài vị tăng thì qua lời nói của người đó có lời hay ý đẹp nhưng mà cũng chưa biết được cái nội tâm của người đó. Nói là cái nói chung, chứ thật ra tổ sư đó các ngài đã minh tâm kiến tánh đó rồi mới ra hoằng hóa, mà đã kiến tánh thì đương nhiên á thì đa số tổ sư các ngài đều có thao tâm thông, cho nên qua một lời hoặc là hình tướng động tác của người đó thì các ngài biết được người đó có tỏ ngộ hay không, qua lời nói các ngài biết cái người đó tỏ ngộ sâu hay cạn, tức là rốt ráo hay chưa rốt ráo. Thì ở đây đó thì ngài Tam Đường nói với trong đại chúng và dạy với trong đại chúng nói rằng á, mình xem cái lý lịch người đó, lý lịch bây giờ cũng xài lý lịch phải không, người xưa cũng xài lý lịch, tức là đến chỗ đó biết người đó là đệ tử của ai và ở đâu đấy, và qua cái hành vi tức là việc làm của một người, hoặc là hỏi một câu mà người đó đã trả lời rồi mình cũng không biết hết được. Vì lẽ ngoài miệng lưỡi của họ tuy biện bạch rất lanh lợi nhưng hoặc việc làm của họ chưa có thể tin được. Kẻ nói năng tuy vụng về nhưng đối với lý của họ thì có thể là không cùng, tức là cái người mà nói năng nó tuy là không có lưu loát, không có văn vẻ, lời nói là chậm chạp hoặc là cà lâm, nhưng mà cái lời họ đó thì nó là hết rồi nhưng mà cái ý nó sâu cùng, tức là ám chỉ cho những người đó là cái người đã tâm chất học đạo, hai người đã thành tựu đạo rồi đó, thì cái người đó nói năng nó không có cái bóng bẩy, không có văn chương lưu loát để che đậy những cái cổ quyết của mình. Còn cái người tuy vụng về nói năng chậm chạp, lời thì hết nhưng mà ý thì rất sâu xa. Tuy lời của họ cùng, dân sợ cái lý của họ chưa cùng, ai phục về miệng lưỡi của họ nhưng sợ chưa phục cái tâm của họ. Duy cái khó biết người, thánh nhân cũng còn cho đó là việc đáng lo. Có hồ kẻ nhập tử gần đây, chỗ thông minh của họ thì không thông suốt được vật tình, tức là dầu thông minh biện nói năng lưu loát văn chương nghĩa lý
Nhưng mà cái chưa có minh tâm kiến tánh. Nghe thì nó giống như cái người đã minh tâm kiến tánh nhưng mà thật sự chưa kiến tánh. Điển hình giống như cái ngày Phương Nguyên, lúc ở Mã Tổ thì nói năng rất là lưu loát. Cái người bình thường cứ nghĩ rằng á, nói được như thế người đó đã tỏ ngộ. Nhưng mà ngài Quy Sơn biết chưa có tỏ ngộ cho nên để cho nương tựa với mình và trắc nghiệm thì lúc đó mới biết thật sự chưa tỏ ngộ. Mà qua lời nói của ngài Quy Sơn thì ngài Phương Nguyên ấp ủ, cuối cùng mới là ngài mới được kiến tánh qua một cái miếng nói quăng vào bụi tre vang lên tiếng động thì mới tỏ ngộ được chính mình. Bây giờ là bậc thánh nhân cũng còn lo cái chỗ đó là chuyện đáng lo. Bây giờ cái người học đạo gần đây á, cái chỗ thông minh của họ thì không có thông suốt được cái vật tình. Vật và tình tức là cái sự và lý. Chỗ thấy nghe nhiều của họ cũng chỉ như nhìn qua cái lỗ hổng, tức là nhìn qua cái lỗ nhỏ thôi. Đối với chúng thì trái ý muốn, đối với đạo thì trái với đường lối. Cùng sùng chuộng nhau ở cái chỗ dối, che đậy nhau ở cái chỗ trá, khiến cho cái đạo của Phật tổ bời bời mà càng ngày càng mỏng manh, thực không thể cứu vãn được. Tức là tổ sư thì cần cái người minh tâm kiến tánh, chứ không có phải là cần cái người đông. Vì cái người có minh tâm kiến tánh á, ra hoằng pháp lợi sinh mới lợi ích lớn. Dù ở đông nhưng mà không có kiến tánh thì gây cái sự ồn ào náo nhiệt mà thôi. Chính vì đó là cái lo của người thở xưa. Ngày nay chúng ta á, mình á, gẫm nghĩ lại cuộc đời này đó là gì, không bằng gẫm lại cái câu gọi đầu để có nghi tình. Cái đây mới là cái cốt lõi. Dù tăng ni hay Phật tử mới là chính yếu. Mình có duyên với thiền thì tâm thiền, có duyên với tịnh độ thì niệm Phật, có duyên với chú thì nên trì. Mà niệm thì phải đến vô niệm, mà trì phải đến vô trì. Còn tham thiền á, thì cũng phải đến vô tham. Vô tham mới thật sự chân tham. Mà muốn đến cái chân tham á, thì giờ mình luôn luôn đề khởi, chứ không phải là lúc có lúc không. Trừ cái trường hợp mình quên, quên thì thôi, mà nhớ là cứ đề khởi. Đó là cái điều mà lo lắng của tổ sư thời xưa. Chính vì thế mà ngài Tam Đường bảo ngài Diệu Hỷ rằng, tức là cái người tạo ra cái quyển Thiền Lâm Bảo Quấn. Diệu Hỷ tức là ngài Đại Huệ. Diệu Hỷ tức là ngài Đại Huệ. Tỳ kheo thời Tưởng Quý, bề ngoài phần nhiều chạy theo vật chất, bên trong chẳng minh được tâm tánh. Tức là cái tỳ kheo, cái thời, mặc dù cái thời của các ngài đó là cái thời tượng pháp, mà cái thời tượng pháp đó, các vị tỳ kheo cũng là chạy theo cái vật chất nhiều. Mà chạy theo vật chất á, thì như là không có thể minh tâm kiến tánh được. Mà chạy theo vật chất thì không thể quay lại với chính mình. Chỉ có quay lại với chính mình là trong tâm mới sáng tỏa được.
Vì có vận dương đạo pháp đều chẳng phải là cứu cánh, tức là cái người chạy theo vật chất, chạy theo danh lợi, dù có ra vạn pháp lợi sanh thì cũng chẳng phải là cái chỗ mà cái tổ sư mong muốn, tức là không đạt với cái chỗ cứu cánh. Bởi lẽ vì nương vào chỗ thấp kém mà khiến đến như thế, cũng vì như con nhận mà bay theo được vài bước, tức là con nhận nó bay theo trâu, tức là các vị thấy ông con trâu á, nó có con ruồi đó, con ruồi thì nó thật là to hơn con ruồi bình thường, nó không có bay xa được, mà nó bám trong cái đuôi trâu á, tức là ở đây các ngài nói nè. Cũng ví như con nhận ve trâu bay chỉ được vài bước, nhưng nếu nương vào cái đuôi con ngựa khí thì nó có khả năng lướt gió đuổi ngài, tức là nương theo con trâu thì con ruồi nó không có đi xa được, mà con ruồi đó thì nó nương cái đuôi của con ngựa đó, con ngựa chạy ngàn dặm thì con ruồi đó nó cũng đi được ngàn dặm. Có nghĩa là gì? Các ngài giải tiếp nè. Đó là lẽ hơn của sự nương cậy. Thế nên người học ắt phải chọn nơi chơi, tất cả phải tìm bạn, liền hay giúp được tà vại, gần được chỗ trung chính và nghe được chính ngôn. Xưa kia Phúc Nghiêm Nhã Hòa Thượng chỉ yêu chuộng phần tiêu biểu cao vút của mỗi chân như, nhưng chưa biết cái chỗ của triết nương tựa vào người nào. Nhân một ngày thấy triết cùng đại Ninh Phan, Tưởng Sơn Nguyên, Quý Nhâm Chân cùng đi với nhau, Nhã vui mừng không xiết, liền thung dung bảo triết rằng: chư đại sĩ, tức là đại sĩ tức là Bồ Tát, là chư Bồ Tát, là những bậc long tượng trong pháp môn, ông đi được theo những với các ngài du hành, ngài khác sẽ chống giữ cái đạo suy đồi của đạo ta, làm rực rỡ chỗ lợi tế của tổ giáo, thật không ở chỗ di túc nhiều của ta vậy. Tức là cái ngài ngài Phúc Nghiêm Nhã Hòa Thượng đó thì là theo với ngài Chân Như Triết, nhưng mà xuất những cái sự mà biện luận cao vời, lời hay ý đẹp chân thực từ tự tâm lưu xuất, nhưng mà không biết hay ngài Triết Chân Như này á là nương tựa với ai, mà bạn bè với ai, mà là khi thấy được là ngài Triết Chân Như này á là giao du với ngài Đại Ninh Phan, Tưởng Sơn Nguyên, Thí Nhâm Chân, tức là những bậc thượng thủ của thiền môn, tức là những thiền sư nổi tiếng, thì lúc đó đó là cái ngài Phúc Nghiêm Nhã mới vui mừng, thì ngài Triết Chân Như mới là phó thác ông mà được giao du với những chuyện này đó, thì ngày sau đó cái Phật pháp của ta mới hưng thịnh ở nơi đời. Đó là chọn bạn đó. Tam nhân đồng hành tất thủ ngã sư yên, tức là ba người cùng đi đó, trong đó có một người ắt là thầy ta, mà tổ sư ngài trong đường dạy đó thì đương tựa cái bậc thiện tri thức đó, thì nó lợi ích rất là lớn. Cho nên chúng ta thấy ngài Nguyên Sơn đã dạy
nương tựa với bản lành, nương tựa với thiện tri thức, như là đi trong sương mốc. Đi trong sương á, tuy là nó phủ trên vai không rớt áo, tuy nó không rớt áo nhưng mà nó thấm dần, tức là kết với bạn tốt, mình ảnh hưởng mà mình không biết mình ảnh hưởng. Qua những cái tác phong thì là mình bắt chước, đôi khi là mình không có hay mình bắt chước. Học mà học tức là bắt chước rồi, tức qua cái đi, thấy người kia đi xong mà khoan thai nhẹ nhàng uy dũng, con người nọ đi xong mà như vịt á, đi như vịt á, đi phịch á, tức là đi không có cái nhẹ nhàng. Rồi cái người ngồi đi là nhẹ nhàng siêu thoát uy nghi dũng mãnh, rồi mình bắt chước mà mình không có biết. Cũng như là kể chuyện đời sống thường thôi, tức là một cái việc rất bình dị mà ở nông thôn, tôi có lẽ cũng nói rồi nhưng mà giờ cũng nhắc lại, tức là có một cái vị thầy, các ngài ở nông thôn thường hay làm ruộng vườn, mà cái thời xưa thập niên mà 50-60 đó thì các ngài là cực khổ lắm, từ 70 trong việc trước cực khổ lắm. Ở chùa thì phải làm ruộng làm vườn, có sự cúng dường có thập phương rất là ít, có nhưng mà ít lắm. Rồi khi mà xuống ruộng á, mùa đông gặt thì nó lạnh, cho nên các ngài hút thuốc. Hút thuốc thì là có một cái vị tăng ở chung đó, rồi là cũng bắt chước hút thuốc. Hút thuốc thì thời gian sau là cách nhau cũng mấy mươi năm khi gặp lại. Rồi tôi nhìn cái vị tỳ kheo này đó, cầm cái điếu thuốc mà cái cách gạt tàn nó giống y như cái vị cái lão hòa thượng ngày xưa. Tôi hỏi, ủa sao vậy? Ông cầm cái điếu thuốc mà ông gạt giống y của ông thầy kia vậy? Nó thấy ông cái cách gạt tàn thuốc nó có hay, nó quý phá cho nên tôi bắt chước. Đó, cái việc rất nhỏ nhặt nó ở nơi cái cuộc sống hàng ngày của nông thôn mà cách đây là 60-70 năm rồi. Đó, thì chúng ta mà nương được với chuyện tri thức hay lành bản tốt thì cái sự ảnh hưởng của mình á nó rất là lớn. Cho nên tâm lý á không nên ở am tóc mà phải ở chùa nương nơi đông người. Đông người á thì mình hay học được cái quay nghi tế hạnh, học được cái lời ăn tiếng nói, học được cái cách giao tiếp với hàng chúng lão, hàng đại tăng, hàng Phật tử. Nên mình theo những cái tác phong đó, nó có những cái điều mà mình cần phải học. Chứ nếu mình ở riêng lẻ nơi am tóc, nếu mà mình có khỏe thì mình tu, còn đôi khi nó hơi cảm một chút xíu á thì nó thôi lại bệnh qua nghỉ. Nhưng mà ở trong chúng á thì giờ nào việc đấy, người ta tu thì mình tu, người ta tụng kinh mình tụng kinh, ta niệm Phật mình niệm Phật, người ta xâm thiền mình xâm thiền, không thể giải đãi được. Còn ở ăn cốc á thì siêng thì tu, mà không siêng thì mình nghỉ thì mất cái sự lợi lớn của mình. Cho nên tăng ni chúng ta cũng không nên thức am tóc. Mà bây giờ mình thức am tóc á, mình ở riêng á thì nó khó khăn lắm, rất khó khăn. Không nên, cái này cái điều ở chư tổ các ngài nói đã từ xưa rồi, nó nhiều lắm, bàn bạc từ xưa cho đến ngày nay. Mình ở am tóc một mình thì được,
Nhưng mà có đông người thì nó không có hợp. Chứ cái nhân chương không hợp với luật pháp thì nó thiệt cho mình. Còn mình ở chúng đông á thì mình sinh hoạt thế nào cũng được. Mình nói 5-7 người cũng được. Cái chục người, 20-30 người, cái 100 người mình tụng kinh với họ cũng chẳng sao. Mà nếu mình ở an tốc mà tụng kinh 5-7 người thì thiệt thòi cho mình nhiều lắm. Cho nên tăng ni chúng ta không nên ở an tốc. Chính vì thế mà ngài vậy là cái tổ sư chúng ta tới ngày Lai Quả, ngài có kể một cái câu chuyện, tức là cái tùng lâm á là cái nơi là tạo ra một cái chư Phật. Chúng ta đừng có lìa tùng lâm, vì ngài nói rằng là tùng lâm là sản xuất ra chư Phật, sản xuất ra thiện tri thức, sản xuất ra những người minh tâm chánh tánh, nơi hoàn pháp đại sinh. Còn mình lìa tùng lâm ở không như một vị tăng, không thích ở chúng, rồi muốn được tự do tự tại cho nên ra ngoài có cái âm thanh, mà có cái âm thanh thì phải đi đi vận động, đi xin ở tập phương thí chủ để mình xây dựng. Mà xây dựng lên rồi thì nó thiếu trước phục sau. Mà thời xưa thì là Phật tử không có cúng dường rộng rãi như ngày hôm nay. Chính vì thế mà ngài phải trồng rau, trồng rau thì bị là heo rừng nó phá, chim chóc đến nó mổ cải, trồng cải non quá mà chim thì nó ăn, heo thì nó ủi. Cho nên ngài nó buồn phiền, rồi gặp những vị khác và nhắc nhở, lúc đó mới trở về đại chúng. Cho nên là ngài Lai Quả nói cũng rất là nhiều, linh đại tổ sư ngày xưa nói cũng rất là nhiều. Chính vì thế mà chúng ta thấy ngài là tam đường cũng bảo với ngài là diệu hỷ, là người tham thiền cần phải có trí thức cao xa, trí khí vượt mức lớn, lời nói và việc làm phải giữ lòng tin với người, chớ có theo thế lợi mà cầu khẩu thả làm việc kèm. Như thế tự nhiên chẳng bị mô tả bởi đề bạn, mô tả tức là bị dấp ngã đó, rồi chẳng bị cao thấp nơi chốn ấy vậy. Tức là mình mà phải thẳng thắn đi con đường bằng phẳng, nương với thầy lành bản tốt mới được cái lợi ích lớn. Chứ nếu mà cái người ta không có hơn mình á thì là ngài tâm đường bảo rằng ta đừng kết bạn. Cho nên ngài Quy Sơn cũng dạy rất là nhiều qua trong cái bài cảnh sắc, nên nương tựa với bạn lành, tức là thiện tri thức, với bậc thầy của mình thì lợi được rất lớn, chứ đừng có theo thế lợi. Mà bây giờ muốn không có cái này á thì sang đây chúng ta cần phải rời khỏi câu khởi đầu luôn luôn. Nhưng mà trong lúc rời khỏi câu khởi đầu phải học hành, ta làm tất cả các công việc, cũng đừng bao giờ quên bổn phận cho chính mình. Nhưng mà không quên bổn phận chính mình mà cái nghĩa vụ nào chúng ta cũng còn ở cái chúng, thì là người nào việc nấy, giờ nào việc nấy, mình phải lo toàn cái bổn phận của người tu. Người tại gia cũng thế. Đến đây kính chúc các vị sanh tâm thường an lạc luôn, để khỏi không khởi đầu có nghi tình, thì chúng ta hồi hương. Chúng sanh có biên nguyện độ điện nào vô tận nguyện đoàn Phật môn vô lượng nguyện Phật đạo vô thượng.